Hôm nay là mùng 1 tháng 3 năm 2023. Và từ đầu năm đến giờ thì bản thân mình đã xé nháp hơi nhiều. Tất nhiên là mình vẫn làm những việc mình phải làm, nhưng mà mình cảm giác như là cái tiến độ và cái chất lượng của những cái gì mình làm nó không được tốt cho lắm. Nó không đạt được những cái gì mình mong đợi. Và mình cảm thấy bản thân mình đang hơi đi xuống. Nên là chúng ta, hoặc là mình sẽ dùng tháng 3 này để kỷ luật bản thân hơn, coi như là tạo cho bản thân động lực, challenge, để bản thân có thể kỷ luật và nghiêm túc hơn. Sau này nhìn lại thì hy vọng bản thân mình sẽ tự hào.